Nhằm chia sẻ nguồn lực xét nghiệm góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, Trung tâm Y tế Quyện Xuyên Mộc chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR. Đây là thiết bị do doanh nghiệp tài trợ quyện trong công tác phòng chống dịch. Để vận hành hiệu quả hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR, Trung tâm Y tế Quyện Xuyên Mộc đã phối hợp với đơn vị cung ứng thiết bị tiến hành cải tạo phòng ốc, lắp đặt máy xét nghiệm, đồng thời cử 4 nhân viên y tế tập huấn cách sử dụng máy tại CDC tỉnh. Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã cử một cái ekip gồm có 4 em kỹ thuật viên lên tập huấn tại CDC tỉnh trong vòng 10 ngày. Thì trong 10 ngày đó tập huấn tức là cầm tay chỉ việc, rồi sau đó là sẽ quay trở về để vận hành ngay cái hệ thống này. Thì nếu mình thực hiện được như vậy thì nó sẽ đáp ứng phần nào cái công tác xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn huyện, cũng như giảm tải cho cái Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh. Dự kiến ngày 5 tháng 9, sau khi đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2, mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có thể xét nghiệm khoảng 200 mẫu bệnh phẩm đơn, tương đương với 2.000 mẫu gộp 10 và 3.000 mẫu gộp 15. Toàn bộ kinh phí lắp đặt hệ thống xét nghiệm PCR hơn 8 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc vận động các doanh nghiệp tài trợ nhằm góp phần giúp huyện đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong toàn dân. Qua đó, chủ động hơn trong việc sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.